Hello, chào cả nhà. Sau một thời gian từ trước Tết tới sau Tết còn không có qua gặp chị đẹp, hôm nay còn sẽ ghé thăm qua gặp chị đẹp để dẫn chị đẹp đi chùa giải hạn nha cả nhà. Đó, có một chị Mạnh Thường Quân nhờ còn chở chị đẹp đi giùm. Đó, hôm nay còn sẽ chở chị đẹp đi. Đó, hôm nay cũng qua Tết là mười mấy rồi nha cả nhà. Đó, để hôm nay còn qua xem chị đẹp sao, tình hình ổn không. Sau một thời gian ăn Tết ở nhà, có gì vui. Đó, cả nhà nhớ không xem clip của con nha. Nhớ xem hết clip nha cả nhà. Tại giờ còn đang có mặt ở nhà chị đẹp. Hồi nãy trước khi qua còn có gọi chị đẹp là chị đẹp đang chuẩn bị tắm. Mỗi lần gặp chị đẹp là chị đẹp nó cấm rồi. Đó, chị đẹp đang mở phim tơi vơi vơi con. Chị đẹp ơi, có vô đâu? Trời ơi, Điên mình à. Ai cớ công chuyện nha, chị đẹp bận nguyên cái đầm màu đỏ luôn. Trời ơi, đi chùa. Đi chùa mà nó đâu có quần áo đâu. Đi. Đó, đây là chị đẹp. Cả lương. Ủa, bữa giờ ăn Tết vui không chá? Năm nay đi vui đâu thiếu nợ luôn. Nói nghe nè, mặc màu đỏ thôi mà đi chùa mà tới đâu quần áo đâu. Đeo khẩu trang đỏ luôn, đi nhuộm cái cốc đỏ luôn. À, những cả lương dễ sợ. Đeo. Đi hành kinh hả? Đeo cái áo được rồi. Đi nhiều quá, đi chơi. Mua ra mua thùng sơn đỏ, sơn vô người màu đỏ hết luôn đi. Gì? Nhiều quá, đi chơi. Cho quần áo được rồi, che chân được rồi. Thì cái muốn chơi màu đỏ mà, thì em kêu cho. Mua màu đỏ được rồi. Mua ra mua thùng sơn đổ lên nó là đỏ hết à. Cho quần áo được rồi. Đi chùa mà. Chỉ che chân được rồi, đâu quần áo được rồi. Chơi nhiều quá, đi chơi. Chị xong màu chân màu đỏ cho quần áo thôi. Chơi nhiều quá nó chơi quá. Bữa giờ nhuộm tóc chưa chứ? Anh nói đi, bữa hôm đi dọn Tết. Rồi, giờ đi chùa Quan Âm phải không? Thì đúng rồi. Rồi, đây. Quan Âm cũng là xong. Còn chơi chùa Quan Âm. Nhưng mà cái anh này nó cúng với bên chùa bà bên đây. Bên đây qua 16 người ta mới cho cúng. À, bữa đi rồi nha, ghé. Tối giờ chị đẹp sẽ ghi lại họ tên, địa chỉ xuống nhà. Bây giờ sao qua đây cúng ngày 16 cúng. Thì mấy nó tên của tôi nè, 51 tuổi. Do địa chỉ? Là 259 xẹt 25. Đó, đường Lãnh Minh Thăng. À, Lãnh Minh Thăng, ghi Lãnh Minh Thăng á. Lãnh biết chữ. Rồi, đây, tôi ghi biết rồi. Phương mấy? Điểm biến xin chắc anh đó là qua bệnh biết rồi. À, lát người ta ghi Lãnh. À, tôi qua bệnh biết rồi. Phương mấy, phương 12, quận 11. Tôi biết nói rồi, tôi qua bệnh tôi cũng vậy. Phường mấy? Phường 12, quận 11. Phường 11. Qua bệnh biết nói rồi, tôi cũng vậy. Rồi có thiếu gì nữa không? Dạ, hết thiếu rồi. Nữ. Lưỡi dạnh nam, mày giác xuê gì? 51 tuổi, nữ. Tôi qua bệnh tôi biết nói rồi. Rồi, sức gia gì vậy? Là cái phần này của chị này hả? Dạ, có. Con. Phần này của chị này. Đúng rồi, đúng rồi. Ủa giờ đưa tiền liền luôn. Dạ đưa luôn đi. Về chưa cũng mà trả tiền hả? Trả sao cũng được, trả trước cũng được. Ờ lát cúng xong đưa đi cũng được. Ờ cúng xong chưa đi, mà lát chưa cúng dạ, thì trả tiền xong trả bả. Chưa. Gán một phòng. Ủa làng ché chùa này. Ủa làng ché chùa này chùa gì làng ché? Không biết đâu, chùa này cúng xịp thay xui á. Chùa này là xếp thay xuôi không biết rồi. Hồi đó đi cúng cho ba tôi. Hồi đó ba đi được. Rồi đi vô trọng đi, vô trọng đi. Ảnh ở trong á. Mấy nó là chùa gì á, nó cúng cho ba tôi. Ra nghe kìa ảnh nè. Anh ấy chùa
sơn kìa. Cho nó lót nhang chứ được không? Ở trong đây rất là đông người cúng. Đông lắm á. Đông quá trời xíu. Bác đi cúng ba tuần. Ủa chùa này chùa gì anh? Cam Sơn. Chùa Cam Sơn. Ở đây cúng cho 3 tuổi. Cứ qua 16 giờ đi từ từ. Chùa này là chùa Cam Sơn ở đường Triệu Quang Phục. Sao anh? Ở trong đây rất là nhiều người cúng, cúng giải hạn, có người cúng tiếng Việt, có người cúng người Việt, có người cúng người Hoa. Chị đẹp thì muốn cúng người Hoa. Con chị đẹp thì còn đang đứng đốt nhang gần cái khu vực này. Con chị đẹp đi đốt nhang. Đó giờ chị đẹp đi châm dầu. Ủa cho Lan ché cái này gọi là châm dầu sao? Chiều này đi qua giờ đó ba đi bị bệnh. Họ nói đi cúng cho ba tôi đó. Đi qua giờ hai mấy năm rồi đó. Mười mấy năm rồi đó. Họ nói ba đi bị bệnh đi cúng cúng rồi. Mười mấy năm rồi. Họ nói ba đi bị bệnh đó. À, chị hỏi người ta coi chứ là Lan ché gần tới giờ Lan ché. Mà chế chăm mấy chồng kia chưa? Ô, Lan ché cô nào cũng cho. Ủa mình đó Lan ché. Là còn một người đó chị. Đi chung nhau không? Đúng rồi. Thank you.
trong thời gian chờ đợi cái lượt chị đẹp á, thì chị đẹp ngồi đây đợi đó, còn một người nữa là cái chị đẹp tên là mặc lên nhà anh gì, tên của chị đẹp chị này mặc lên không bao quần ai biết à, sẽ bà hấp có tâm đất à, sẽ đem con mẹ tâm đất à, sẽ đem mẹ với nhất cái anh mở con một cô luôn à. Với cô anh cho cô ấy là một người bằng một cái à, thôi không được hai tên hả à? Hai tên không sao đâu. Là phai chế đây này rồi. Giờ là thấy có phai à? Phai xíu vậy. Phai xíu vậy, nó mày dắt tôi gì? Mày dắt tôi. Mày dắt tôi. Kiếm cái xe gầm. Đứng bên cái. Đó còn quả đất coi. Đứng bên cái gì mua tổ hộn. Sạch gì vàng, sạch dây vàng. Ai với bài thòn quả, đứng bên cái gì mua tổ hộn, giảm mùi mùi hộn. Đứng bên cái. Đứng bên cái. Cái dục quay với mày. Mày nhất thôi mà đó giờ bắt đầu cái chị đẹp cúng nha. Có cái gì cũng vui. Thank you.
Xong dưa vậy? Xong rồi trả tiền. Ủa, cái áo không cần mặc đâu. Mặc lên nhà con ông kia mặc lên. Có là chuyện này hả? Trả là 20 ngàn. Trả là chơi sai rồi. Đó, cuối cùng chị đẹp cũng đã cúng xong nha cả nhà. Đó, giờ bắt đầu tiếp tục hành trình chở chị đẹp về. Đó, này chị đẹp cũng tranh thủ về để làm công việc nhà. Đi qua lấy xe chị đẹp. Đó, đây là chùa của chị đẹp cúng 118 triệu ăn phục. Tao biết rồi. Ít đi chùa. Ai cũng qua đi cúng mà quan âm đã ít rồi.